quá. Còn khoai lang không? À, không biết. Trời ơi. Ăn hoài muốn nói tiếng nào đi. Dạ. Nói cái gì với mẹ đi. Nói gì mẹ? Giờ mẹ. Hả? Ngon quá mẹ. À. Ăn say mê luôn á. Không phải. Mẹ đang không biết dùng cái từ nào để mẹ nói. Cái gì đó con hay nói cái gì? Tuột mút. Mẹ đang tuột mút phải làm sao bây giờ vậy Lan? Ủa. Ăn chè cũng tuột mút nữa mà. Mẹ tụt mút đó là tại vì mấy hôm nay nè, ba giận mẹ. Ở nhà cơm thì không ăn. Đúng ngay rồi. Có một cái nhìn thôi nha, cũng thèm nhìn nữa. Trời ơi, tao nói quê mà quê xệ luôn á. Em để ý nha, từ lúc mà Phi Lân không về á, ba lạnh như phiến băng luôn. Không nói một tiếng nào, con không dám chọc ba luôn á. Đúng rồi. Bây giờ mọi người nói cũng phải để ý nha. Mẹ, mẹ có làm cái chuyện gì mà để cho ba giận không? Hay là mẹ có làm cái gì cho thằng Phi Lân nó giận không? Mẹ đâu có làm gì đâu. Không làm gì mà sao tự nhiên Phi Lân nó bỏ nhà đi. Rồi á, ba khó chịu với mẹ. Hay là mẹ nói gì nặng nhẹ với Phi Lân đúng không? Bây giờ nè, mình là chia sẻ với nhau, tụi con còn biết được tụi con giúp mẹ. Có chuyện gì đâu. Thằng Phi Lân á, nó đưa cho mẹ sổ tiết kiệm để mẹ đầu tư sinh lời. Rồi á, mẹ mới cầm cái sổ tiết kiệm đó, mẹ đi mua căn hộ. Ba con phát hiện, ba con la quá trời luôn. Ba con kêu là bây giờ phải trả lại cho nó. Trả làm sao được, mẹ mua căn hộ đó 900 triệu, đưa tiền cho người ta rồi. Bây giờ đâu phải là muốn bán nhà cái là bán liền được. Đâu phải cái chén chè này hay là cái bánh tráng đâu. Muốn đem ra ngoài ngã ba ngồi bán cái rau cái bán được. Đúng không? Khoan nha. Phi Lân nó có tới 900 triệu lận á hả? Chuyện là gì? Có nghĩa là cái tiền đó đó, nó nói là ba con đưa cho nó. Nhưng mà ba con á nói với mẹ là tiền này á là của mẹ nó đưa cho nó. Nhưng mà ba giả bộ là nói là tiền của ba con. Rồi mẹ mới la làng lên, mẹ chửi lên ông sùm lên. Cái ổng bị quê, lúc đó nó vừa tới nó nghe. Cái ba giận mẹ. Có cái chuyện này vô lý lắm nha. Nếu mà chuyện đơn giản vậy thôi thì thằng Phi Lân nó sẽ không dọn đồ về nhà nó ở. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, ba có không có cái cớ nào để giận mẹ như vậy. Con nghĩ là trong cái chuyện này là chắc chắn mẹ nói nặng nói nhẹ gì Phi Lân rồi ba giận nè, đúng không? Đúng nói rồi đó. Gì mà nói. Mẹ không có nói cái gì hết trơn á. Mẹ nói hả? Cái thứ phụ nữ gì á mà dám lấy chồng của người ta, sinh con ra rồi á ở với chồng người ta đẻ một đứa con ra như vậy thì cái chuyện gì đó mà không dám làm. Cái ba con sồn sồn lên. Con biết không? Ba con tát mẹ cái bóp. Chỉ vậy thôi hả mẹ? Từ hồi nào tới bây giờ ba có bây giờ dám tán mẹ đâu. Bởi vì mẹ nhục dữ thôi luôn. Trời ơi, mà con nghĩ mẹ phải làm cái gì đó quá đáng hơn như vậy á, ba mới tán á. Cái đó là quá đáng lắm rồi. Xúc phạm gia đình người ta là quá đáng lắm rồi đó. Nói thiệt á. Ủa con nghĩ đi. Ây da, phụ nữ nào mà không ghen. Mẹ à, con thấy cái chuyện này là mẹ làm không đúng rồi đó. Sao? Con là con đại diện cánh đàn ông, con phân tích cho mẹ hiểu nè. Mẹ xúc phạm ai là một cái sai rồi. Đằng này mẹ còn xúc phạm người đã mất nữa. Mà người đó đặc biệt là mẹ con Phi Lân nữa. Con thấy là quá đáng lắm luôn á mẹ. Quá đáng cái gì? Sao tụi con không có hiểu rằng cái chuyện này là ba con với mẹ Phi Lân có lỗi. Chứ không phải là mẹ. Cái người đàn bà đó đó, ở với chồng người ta là người đó có lỗi. Nhưng mà mẹ, con nghĩ là anh Tom nói đúng á. Nữa? Mẹ nên đi xin lỗi ba với lại Phi Lân đi. Không bao giờ. Bên đó làm sai thì bên đó tự biết lỗi, mẹ không bao giờ đi xin lỗi. Ừ, đúng rồi đó. Cái này chứ, cái này là chị ủng hộ mẹ. Ừ. Em nói gì thì nói, ngay từ đầu ba đã là cái người sai với mẹ. Cho đúng nên rồi. Sau này có bất kỳ chuyện gì mà liên quan tới mẹ Phi Lân thì ba cũng đã sai rồi. Thì đúng là hồi xưa ba làm sai, nhưng mà cái chuyện nào ra chuyện đó. Huống hồ gì là mẹ đã tha thứ cho ba rồi, mẹ đã rước Phi Lân về ở chung rồi. Thì đó, đó, con là người chính miệng con nói ra điều đó. Con cứ nghĩ đi, nếu như á mà mẹ là người không tốt á, là mẹ không bao giờ chấp nhận như vậy đâu. Có ai mà đàng hoàng như mẹ không, tử tế như mẹ không? Đúng rồi đó, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Ngay cả chị là con ruột của mẹ còn đánh lên đánh xuống nữa, huống chi Phi Lân con đẻ, đúng không? Đó, con hiểu mẹ nhất. Mẹ hiểu, cho nên mẹ đánh là mẹ đánh yêu thôi. Mẹ thương con nhất mà, bởi vì con hiểu mẹ. Mẹ. Ủa làm gì nhà mình mặc áo căng vậy? À,
Gia Lan, vô phòng đi, mẹ có chuyện tâm sự với con. Tâm sự thôi, đừng có đánh nha mẹ. Nè, mẹ nói rồi nghe chưa? Không có suy diễn, rồi nói lung tung hết nghe chưa? Mẹ cấm à. Trời, mẹ nghĩ con là người nhiều chuyện lắm á hả? Mày á nghe, coi chừng mẹ đó. Chị biết chuyện gì không? Không. Chị biết sao á mà ba giận mẹ không? Không. Biết sao Phi Lân bỏ nhà đi không? Không. Biết sao mà mẹ dắt chị Lan lên phòng không? Kể đi hỏi hoài. Ừ. Chuyện là vậy nè. Nè. Của em á. Trời ơi. Cháo. Xúc xích. Chỗ có trứng gà nữa hả? Ủa mấy cái thứ này ở gần nhà em có mà. Chị mua làm chi vậy, mất công quá vậy? Em á hay học ngoài khuya, đi ra ngoài bất tiện, cho nên nãy chị ghé siêu thị á, chị mua luôn cho em á. Trời ơi, em có phải là con nít nữa đâu mà chị lo cho em quá vậy? Lân. Dạ. Chuyện mà chị nói với em á, em suy nghĩ chưa? Hay là về nhà đi, mọi người ai cũng buồn hết á. Thôi, em ở nhà em quen rồi, em không về bển đâu. Thật ra mẹ chị nói như vậy á, nhưng mà không có ý xấu gì đâu. Em suy nghĩ lại đi, mình về nhà nha. Với lại á, mình ở chung người thân á, dù gì cũng tốt hơn mà. Mấy nay em đi á, bà buồn lắm. Ngày nào bà cũng về nhà trễ hết. Rồi có nhiều hôm á, khuya thiệt là khuya, chị đi xuống uống nước, thấy bà vẫn còn ngồi phòng khách suy nghĩ á. Đi về nhà nha. Chị nghĩ đi, có ai ở chung với một người mà ghét mình, thậm chí còn coi thường mẹ mình nữa, làm sao em có thể ở chung được? Nhưng mà chị yên tâm đi, cho dù mình không ở chung nhà, nhưng mà em sẽ cố gắng thăm chị thường xuyên. Thật ra chị muốn em về nhà là vì chị muốn có thêm đồng minh nữa. Em ở trong nhà đó, chị coi em giống như là một đứa em trai ruột của chị vậy đó. Lúc nào cũng bảo vệ chị hết. Mà tính ra em thấy chị cũng lanh mà. Sao lúc nào chị cũng nhẫn nhịn hết vậy? Bộ chị sợ mẹ chồng lắm hả? Chị nghĩ á, khi mà chị lấy anh Tôm rồi á, thì chị về nhà anh Tôm ở, thì chị coi tất cả mọi người trong nhà anh Tôm giống như là người nhà của chị vậy đó. Với lại một phần á, chị cũng không muốn ba mẹ chị suốt ngày sẽ bị mắng vốn, rồi bị người ta trách việc là con đi làm dâu không khéo. Cho nên thôi, mình thấy vậy được rồi, ổn rồi, có sao đâu. Em không ngờ chị biết nghĩ với người khác tới như vậy luôn á. Hay là bây giờ á, em cũng như chị đi. Em vì ba nè, vì chị nè, vì anh Tôm nè, mà về nhà thương yêu dì Ngọc. Mình là con cái á, đừng có cố hơn thua với cha mẹ làm gì. Dù gì cha mẹ cũng đã chịu thiệt thòi cho mình rồi. Trời, em bái phục chị luôn á. Đi một hồi gì cũng đàn về chỗ cũ à. Em nói rồi, chị đừng có gài hàng em nữa. Em không có về bển đâu. Ủa con. Ủa, mẹ chưa ngủ hả mẹ? Mẹ chưa. Mẹ thấy ba con á, ngồi ở trong phòng nhắn tin điện thoại suốt mà không biết nhắn cho ai nữa. Mẹ cũng ngại vô. Ê, có khi nào á ba nhắn tin cho Phi Lân, ba nói xấu mẹ không? Chứ không phải mẹ. Đâu mẹ. Tại vì á, Lân giận ba mà, làm sao mà hai người nói chuyện nhau được. Chứ làm gì mà nhắn tin cho ai hoài, ôm điện thoại suốt vậy? Con nghĩ chắc bạn ba. Bạn nào? Thôi thì bạn bè nhau. Lỡ ba có chuyện gì ba cần tâm sự, chia sẻ thì ba nhắn tin qua lại với người ta này nọ các kiểu. Kệ đi ha, không quan tâm. Kệ. Muốn nhắn tin, muốn nói xấu sau lưng mẹ, cứ nói đi, mẹ đâu có sợ. Con thấy ba này lạ lắm á mẹ. Sao con? Hình như là con thấy là ba đang nhắn tin với cô Liễu á mẹ. Ê! Liễu nói gì? Nào? Chứ... không gì đâu mẹ. Chắc không phải đâu, không phải đâu. Dạ không, chắc không có gì đâu mẹ. Mẹ đó nghe là tính của mẹ rất là rõ ràng. Chuyện gì ra chuyện nấy, không có lấp lửng, không có ú ớ như vậy là mẹ khó chịu lắm biết không? Cái gì nói thẳng cho mẹ nghe coi. Cô dạ. Liễu nào? Thì nói. Cô Liễu là đối tác làm ăn của công ty đó mẹ. Dạo này con thấy cô Liễu hay tới tìm ba lắm mẹ. Có bữa con thấy cô Liễu ngồi ăn cơm trưa với ba nữa. Rồi hai người nói chuyện với nhau cũng kiểu mà thân mật lắm. Nhưng mà chắc không phải đâu. Con nghĩ là chắc là nói chuyện làm ăn thôi. Làm ăn cái gì? Có vợ rồi mà nói chuyện mới con mới gì đó thân mật. Trời ơi, đàn ông gì hư đốn chắc nết à. Cực dễ sợ. Chồng. Trời ơi, nghĩ sao vậy chồng? Chuyện gì mà dám kể mẹ nghe? Lỡ nói là nói luôn đi. Còn giấu giấu nữa. Cô nó đẹp không? Bao nhiêu tuổi?
Cô Liễu á mẹ, cô chưa có chồng, mới ngoài 40 thôi, đẹp lắm mẹ. Con thấy cổ nha, vừa đẹp nè, vừa giỏi nè, vừa giàu nữa. Con nghe đâu á, cổ mới lấy bằng tiến sĩ kinh tế mà ở Mỹ về luôn đó. Trời ơi, giỏi giang mà không có chồng, ế, có gì đâu hay ho, coi như bỏ đi ha. Dám đó mẹ, con thấy cô Liễu nha, đàn ông mà trung niên hả, xếp hàng cho cổ dài lần lượt luôn á mẹ. Con thấy hả, phụ nữ mà thành công, giỏi giang, giàu có như vậy là họ có cái quyền tự lựa chọn đàn ông theo ý mình đó mà. Ý con á, mẹ của con là nhu nhược, không có bản lĩnh, phải không? Cho nên tối ngày ở nhà chỉ có biết làm nội trợ thôi, rồi lo cho con cái, chồng con, chén cơm manh áo thôi, không có biết cái gì ở ngoài xã hội, không có giỏi giang như người ta, phải không? Xin lỗi con nha. Nè, nói cho con Đăng Thanh nghe luôn nha. Tại mẹ thương tụi con, thương ba con thôi, cho nên mẹ mới ở cái nhà này lo cho mọi người, hầu hạ mấy người. Chứ còn tôi đi ra ngoài đường tôi làm đi, ra xã hội đi, trời ơi, tiếng tâm của tôi nghe, địa vị của tôi cũng dễ dàng, không có thua ai đâu à. Thấy chưa, nói chuyện mà không có giữ ý giữ tứ gì hết á. Nói vậy là mẹ đau lòng rồi kìa. Ủa, cái quan trọng sao không nhìn lại ba của mình đi. Ba mình đàng hoàng quá à, tối ngày ở nhà kiếp chuyện gây sự với mẹ, rồi á đi ra ngoài để lén phén những người phụ nữ khác. Đó, ổng hay ho lắm, tốt đẹp lắm. Con thấy đàn ông ra đường làm ăn gặp phụ nữ là bình thường mà mẹ. Con còn thấy hả, ba hả nhắn tin cho cô Liễu đó mẹ, mà ba nhắn tin nhanh lắm mẹ, khác bình thường lắm. Cái lại có bữa con nghe ba gọi điện thoại cô Liễu, giọng ba vui lắm mẹ. Thiệt không? Thiệt. Ôi, đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa. Nhưng vậy nó nói rồi thì tôi phải hỏi cho bằng được. Đợi ổng đi, tôi hỏi cho bằng được. Cho ra lẽ mẹ không có cho chuyện này qua đâu. Mẹ đừng từ từ bình tĩnh mẹ. Lỡ mà bây giờ tự nhiên mẹ chạy lên giống mẹ ập vô phòng ba mẹ hỏi một cái á, là ba hỏi ra tại sao mẹ biết như vậy. Mẹ nói là anh Tôm nói cho mẹ nghe. Ủa lúc đó nha, ba giận đùng 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 lên rồi, ba với anh Tôm có chuyện nữa đó mẹ. Đúng rồi mẹ, từ từ bình tĩnh nha mẹ. Mẹ làm gì á mẹ cũng phải có kế hoạch. Mẹ là mẹ tụi con, mẹ phải cao cơ hơn chứ. Thôi mẹ sẽ điều tra ra rõ ràng ha, không khai đàng hoàng với mẹ ha là mẹ đuổi ra khỏi nhà luôn, dứt khoát không bao giờ sống chung nữa. Gọi điện hả, nhắn tin hả, không bao giờ qua được đâu mẹ.